Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi thiên thứ ba. Đức Giê-hô-va ơi, Cái cừu địch tôi đã thêm nhiều giường bao, lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay. Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng, nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. Nhưng hỏi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, từ núi thánh Ngài đáp lời tôi. Tôi nằm xuống mà ngủ. Tôi tỉnh thức vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Tôi sẽ không nao mua người vây tôi khắp bốn bên. Hỡi Đức Giê-hô-va hãy trỗi dậy. Hỡi Đức Chúa Trời tôi hãy cứu tôi. Vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi và bẻ gãi răng kẻ ác. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va. Nguyện phước Ngài dáng trên dân sự Ngài. Chương 10. kế đó chúa chọn bảy mươi môn đồ khác sai từng đôi đi trước ngài đến các thành các chỗ mà chính ngài sẽ đi ngài phán cùng môn đồ rằng mùa gạt thì trúng song con gạt thì ít vậy hãy xin chủ mùa gạt sai con gạt đến trong mùa của mình hãy đi này ta sai các ngươi đi khác nào như chiên con ở giữa bầy muôn sói. Đừng đem túi, bao, dài và đừng chào ai dọc đường. Hãy các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng cầu sự bình an cho nhà này. Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ dán cho họ, bằng không sẽ trở về các ngươi. Hãy ở nhà đó ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà này sang nhà khác. Hễ các ngươi vào thành nào mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho. Hãy chữa kẻ bệnh ở đó và nói với họ rằng: Nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. Song hễ các ngươi vào thành nào họ không tiếp rước, hãy đi ra ngoài chợ mà nói rằng: Đối với các ngươi chúng ta cũng phủi bụi của thành các ngươi đã dính chân chúng ta nhưng phải biết nước đức chúa trời đã đến gần các ngươi rồi ta phán cùng các ngươi đến ngày cuối cùng thành sodom sẽ chịu nhẹ hơn thành này khốn cho mày thành korasin khốn cho mày thành bethsaida vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay đem làm trong thành Tyre và thành sidon thì hai thần ấy đã mặc áo gai và đội cho mà ăn năn từ lâu rồi vậy đến ngày phán xét thần ti và thần sidon sẽ chịu nhẹ hơn bay còn mày thần um mày sẽ được nhắc lên tận trời sao không sẽ bị hạ xuống tới dưới âm phủ ai nghe các ngươi ấy là nghe ta ai bỏ các ngươi ấy là bỏ ta còn ai bỏ ta ấy là bỏ đấng đã sai ta. Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng, Lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, Ta đã thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Do vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng cũng giờ đó đức chúa giêsu nức lòng bởi đức thánh linh bèn nói rằng lại cha là chúa trời đất tôi ngợi khen cha vì cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan người sáng dạ mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay thưa cha phải thật như vậy vì cha đã thấy điều đó là tốt lành cha ta đã giao mọi sự cho ta ngoài cha không ai biết con là ai ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng thì cũng không có ai biết cha là ai đoạn ngài xây lại cùng môn đồ mà phán riêng rằng phước cho mắt nào được thấy điều các ngươi thấy vì ta nói cùng các ngươi có nhiều đấng tiên tri và vua chúa ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng từng thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng từng nghe. Bây giờ một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?" Ngài phán rằng: "Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó?" Thưa rằng: "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng, ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng, có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho lâm vào tay kẻ cướp. Nó giựt lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê Vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, Lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi dịch lại. Đoạn, cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai Denier đưa cho chủ quán dặn rằng, Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về, sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi làm theo như vậy. Khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đường đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Mary ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời ngài. Và Ma-thê mãn lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Giêsu rằng, lạy Chúa, Em tôi để một mình tôi hầu việc. Chúa há không nghĩ đến sao. Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng, Hỡi Ma Thê, Ma Thê, Ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc. Nhưng có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt là phần không có ai cất lấy được. Chương 5 Đây là sách chép dòng dõi của Adam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong Ngài đã dựng nên đặt tên là người. Và Adam được 130 tuổi, sinh một con trai giống như hình tượng mình đặt tên là Seth. Sau khi Adam sinh Seth rồi, còn sống được 800 năm sinh con trai, con gái. Vậy Adam hưởng thọ được 930 tuổi, rồi qua đời. Sết được một trăm năm tuổi, sinh Enoch. Sau khi Sết sinh Enoch rồi, còn sống được tám trăm bảy năm, sinh con trai con gái. Vậy, Sết hưởng thọ được chín trăm mười hai tuổi, rồi qua đời. Enoch được chín mươi tuổi, sinh Kê Nang. Sau khi Enoch sinh Kê Nang rồi, còn sống được tám trăm mười lăm năm, sinh con trai con gái. Vậy, Enoch hưởng thọ được chín trăm năm tuổi, rồi qua đời. Kê Nang được 70 tuổi, sinh Mahalale. Sau khi Kê Nang sinh Mahalale rồi, còn sống được 840 năm, sinh con trai, con gái. Vậy, Kê nan hưởng thọ được 910 tuổi, rồi qua đời. Mahalale được 65 tuổi, sinh Yeret. Sau khi Mahalale sinh Yeret, còn sống được 830 năm, sinh con trai, con gái. Vậy Mahalale hưởng thọ được 895 tuổi rồi qua đời. Gia đệt được 162 tuổi sinh Hê Nóc. Sau khi Gia sinh Hê Nóc rồi, còn sống được 800 năm sinh con trai, con gái. Vậy Gia hưởng thọ được 962 tuổi rồi qua đời. Hê Nóc được 65 tuổi sinh Metusela. Sau khi Hê Nóc xin Methuselah rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm, sinh con trai con gái. Vậy Hê-nóc hưởng thọ được 365 tuổi. Hê-nóc đồng đi cùng Đức Chúa Trời rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi. Methuselah được 187 tuổi sanh Lemek. Sau khi Methuselah sanh Lemek rồi, còn sống được 782 năm, sinh con trai con gái. Vậy, Methusela hưởng thọ được 969 tuổi rồi qua đời. Lemek được 182 tuổi, sinh một trai, đặt tên là Noe mà nói rằng, đứa này sẽ an ủy lòng ta về công việc và về sự nhọc nhằn mà đất bắt tay ta phải làm, là đất Đức Giê-hô-va đã rủa xả. Sau khi Lemek sanh Noe rồi, còn sống được 595 năm sinh con trai, con gái, Vậy, Lê-mét hưởng thọ được bảy trăm bảy mươi bảy tuổi, rồi qua đời. Còn Noe, khi đến năm trăm tuổi, sinh xem, cham và gia phết. Chương 6 Và khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sinh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Đức Giê-hô-va phán rằng, Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn, trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt, đời người sẽ là 120 năm mà thôi. Đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sinh con cái. Ấy những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh. Đức chúa hô Va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời, vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Này là dòng dõi của Noe. Noe trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời Noe sinh ba con trai là Sem, Cham và gia phết Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Này, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại, vì hết thải xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng, Kỳ cuối cùng có mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta, vì cứ loại người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng vậy ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô phe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài. Vậy, hãy làm theo thế này. Bề dài tàu 300 thước, bề ngang 50 thước, bề cao 30 thước. Trên tàu ngươi sẽ làm một cửa sổ, bề cao một thước và chừa một cửa bên hông. Ngươi sẽ làm một tầng dưới, một tầng giữa và một tầng trên. Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước luộc khắp trên mặt đất, đặng diệt tuyệt các xác thịt có sinh khí ở dưới trời. Hết thải vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết. Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi đều hãy vào tàu. Về các loài sinh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu, mỗi loài một cặp, có đực, có cái, có trống, có mái, hầu cho ở cùng ngươi, đặng giữ tròn sự sống. Chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, côn trùng tùy theo loại, mỗi thứ hai con sẽ đến cùng ngươi để ngươi giữ tròn sự sống cho. Lại, ngươi hãy lấy các thứ đồ ăn đem theo, đặng để dành làm lương thực cho ngươi và các loài đó. Noe làm các điều này y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Jesus quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy, đầy dễ con chúa ơi, những bông trái của thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn chúa con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức chúa trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện trong danh chúa giêsu quýt amen cảm ơn bạn đã nghe chương trình tĩnh nguyện radio buổi sáng bạn ủng hộ chương trình bằng cách like chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng cảm ơn bạn hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo chúa yêu bạn rất nhiều